Ngày 24 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc, sinh năm 1985, trú tại khu phố 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, trong thời gian sinh sống ở Lâm Đồng, đối tượng Dương Tuấn Ngọc đã đăng tải chia sẻ hàng trăm bài viết, video clip trên ứng dụng mạng xã hội Facebook, YouTube có nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh.